Qua công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng, tri vết cũng như là xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã sơ bộ đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Trong đó, 6 quận đều có nguy cơ sát cao, huyện Hòa Phan có nguy cơ cao, cụ thể có 20 phường xã nguy cơ sát cao, 20 phường xã nguy cơ cao và 11 phường xã nguy cơ. 20 phường xã được đánh giá là có nguy cơ rất cao, gồm quận Hải Châu có 6 phường, Sơn Trà 4 phường, Thanh Khê 2 phường, Ngũ Hành Sơn 1 phường, Cẩm Lệ 5 phường, Liên Chiểu 1 phường và huyện Hòa Vang 1 xã. Các địa phương được xác định là vùng xanh bao gồm phường Hải Châu 2 quận Hải Châu và 4 xã của Hòa Vang là Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phục.